Xin chào các bạn. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ sang đến clip thứ 3 trong chuỗi những clip mà mình muốn giới thiệu các bạn về ngữ pháp của N3. Không biết các bạn thấy clip 1 và clip 2 của mình làm có khó không nhỉ? Nếu mà thấy khó quá thì mọi người nhớ tua đi tua lại nhé. Mình cứ luyện tập lại một vài lần như thế, thế nào mình cũng ra được đúng không? Hay. Và hôm nay thì bài của chúng ta sẽ sang một mẫu ngữ pháp mới. Trong tiếng Nhật thì có 3 mẫu ngữ pháp mà khi mà mình dịch sang tiếng Việt thì mọi người đều dùng một từ, đó là từ đối với, đó là ni wa, ni totte và ni taiste. Vậy thì 3 cái này nó khác nhau hay là cũng như là dùng như thế nào trong cách nói của người Nhật thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn để làm rõ cái này nhé. Yeah. Lúc nào cũng dê. Và chúng ta sẽ bước vào mẫu câu thứ nhất nhé. Mẫu câu thứ nhất là danh từ đằng sau nó là ni wa. Và dịch mình đã nói bên trên đúng không? Là đối với cái danh từ đó thì làm sao? Và đằng sau nó sẽ biểu thị sự đánh giá cũng như ý kiến về cái sự vật, sự việc nào đó. Và đặc biệt là người ta hay dùng để đánh giá những cái như là to lớn này, đắt đỏ, khó hay là không hiểu. Rồi, mình sẽ đi ngay vào những ví dụ nhá. Ví dụ đầu tiên này. Kono seta wa kareshi ni wa ooki sugiru kamoshirenai. Kono seta, hôm nay mình đi mua quần áo đúng không? À, cầm cái áo len lên rồi mình nanka kono seta wa kareshi ni wa ooki sugiru kamoshirenai ne. Khi mà trong trường hợp người yêu của mình mà dáng người nhỏ, có khi là cái áo len này chắc là sẽ quá to so với người yêu của mình nhá. Hay câu số 2. Kono mondai wa muzukashi sugite watashi ni wa wakarimasen. Rồi, mình dịch chữ ni quá là đối với đúng không? Nhưng trong trường hợp này mình có thể lược bỏ đi để cho câu văn mềm hơn một tẹo này. Cái vấn đề này hay cái câu hỏi này đúng không? Vì quá thì là khó nên là tôi không hiểu gì cả. Đối với mình là khó hiểu đúng không? Hai, watashi ni wa wakarimasen. Ok. Hai, 3番. Kyoushi という仕事は熱心さがない人には長く続けられないだろう。Kyoushi という仕事は熱心さがない人には長く続けられないだろう. Câu này mình sẽ dịch là công việc giáo viên thì đối với những người mà không có sự nhiệt huyết thì sẽ không thể nào mà kéo dài lâu được. Hãy nhìn vào. Ok, qua danh từ ni wa bây giờ sẽ sang danh từ ni totte. Ni totte thì mình vẫn dịch là đối với, nhưng mà đối với cái gì ạ? Cái danh từ đứng trước nó thường là chỉ một người hay tổ chức nào đó, mang cái ý nghĩa là nhìn từ lập trường của người đó hay của tổ chức nào đó thì họ đánh giá như thế nào một vấn đề gì đó. Rồi mình sẽ nhìn ngay vào câu ví dụ đầu tiên nhé. Ningen ni totte natto wa karada ni ii tabimono da. Rồi, đối với con người thì natto. Natto là cái món đậu tương của người Nhật mà ăn nó cứ nhầy nhầy nhấp nhấp, biết mọi người biết không? Cái món natto ấy thì là một cái đồ ăn mà tốt cho sức khỏe. Tức là nhìn từ lập trường con người mình sẽ thấy rằng cái món ăn đó là một món ăn tốt cho cơ thể, cho sức khỏe của mình đúng không? Hãy, ni ban. Vietnamjin ni totte natto wa tabezurai. Với người Việt Nam thì món đậu tương này lại là một món khó ăn, tabezurai nhé. Tham vang. Benkyo wa sorai ni totte juyo da. Trên mình còn nói là đứng trước ni totte sẽ là một người hay một tổ chức nào đó, mình đưa ra một quan điểm đánh giá gì đó. Thế nhưng trong một vài trường hợp thì đứng trước ni totte có một thể là một sự vật, sự việc nào đó. Ví dụ như trong trường hợp này là sorai đúng không? Sorai là tương lai. Benkyo wa sorai ni totte juyo da. Học thì đối với tương lai là một điều rất là quan trọng. 4 番. 今回の留学は私にとって貴重なチャンスだと思っています. Nghĩ rằng làm sao đây ạ? Tôi nghĩ rằng cái việc đi du học lần này thì là một cơ hội vô cùng là quý giá đối với tôi. 君は僕にとって世の中絶対欠かせない人だよ. Câu nào được anh nào nói câu này thích lắm đấy. Em đối với anh thì là một người đúng không? Không thể nào mà thiếu được trong cuộc đời này. Được cơ bản. Kono shashin wa watashi ni totte nani yori mo taisetsu na mono desu. Cái từ nani yori mo desu ne, mình sẽ dịch trong câu như thế nào đây nhỉ? Cái bức ảnh này thì đối với tôi là một vật mà quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Nani yori mo, hơn bất kỳ thứ gì đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một chút mà khi mà các bạn
làm bài tập sẽ hay gặp, chúng ta sẽ gặp không chỉ là ni tốt tê mà ni tốt tê mộ, hay là đằng sau có ni tốt tê quá. Mộ cái quá đấy thực chất nó chỉ là một cái cách để nhấn mạnh thôi, nhấn mạnh thêm cái ý kiến của người nói ạ. Mình vẫn dịch bình thường nhé. Câu thứ nhất nhé. 誰にとっても一番大切なものは健康だと思う。Tôi nghĩ rằng làm sao đấy ạ? Cái mà quan trọng nhất đối với bất kỳ ai đi chăng nữa thì vẫn là sức khỏe. Câu số 2. お正月は大人にとっても楽しいものだ。Thì làm sao ạ? Tết là một khoảng thời gian từ monos đấy, mình có thể dịch là điều cá, nhưng mà trong trường này có thể mình sẽ dịch là khoảng thời gian, là quãng thời gian, đúng không? Rất là vui vẻ đối với ngay cả người lớn, đúng không? Từ mố mình trước mình học nào bây giờ mình vẫn dịch như vậy thôi, không gì thay đổi cả nhá. Nhấn mạnh thêm, đúng không? À, tiếp theo ạ, ni totte wa desu ne. Ne, ichiban. Shain ni totte wa kyūryō wa takai hou ga ii. Nhân viên công ty, đúng không? Thì thực sự là nói chung là gì nhỉ? Lương cao thì vẫn tốt hơn, đúng không? Hai, đi bang. 病気がかかっている私にとっては友人の励ましが何よりありがたいものだった。Với tôi, đúng không? Đang kể lại câu chuyện của chính tôi ngày xưa này. Mono datta nhé. Đối với tôi, một người mà đang mắc bệnh thì cái sự cổ vũ hagemashi, sự cổ vũ động viên của bạn bè hoặc bạn thân, đúng không? Là một thứ mà quý báu hay đáng trân trọng hơn bao giờ hết, hơn bất kỳ cái gì. Hãy xa mẫu số 3. Danh từ ni taiste cũng là đối với, vậy thì nó khác gì với cái ni wa và ni totte? Thì mình sẽ diễn tả một cái ý nghĩa như sau ạ. Nhìn vào ví dụ, bao giờ phải nhìn ví dụ thì mới hiểu được nó dùng như thế nào, đúng không? Câu 1 nhá. Kare wa josei ni taiste wa itsumo shinsetsu ni shiro shite kureru. Anh ta thì lúc nào này, lúc nào cũng tỏ cái thái độ mà rất là thân thiện đối với phụ nữ. Mình dịch như thế mình thấy khác biệt với cái đối với bên trên không? Cái đối với bên trên ni totte ni à watashi ni totte, đối với tôi thì cái gì đó, một ý kiến nào đó đưa ra. Thế còn cái này ạ, anh ta tỏ thái độ đối với người phụ nữ thì rất là thân thiện, đúng không? Chứ là mình hướng về cái đối tượng đó. Hai. Okekusama ni taishite shitsurei na koto o itte wa ikemasen. Không được nói những cái lời thất lễ đối với khách hàng. Câu này rất hay gặp trong những nhà hàng, đúng không? Những ông chủ nói với nhân viên của mình như vậy. Tiếp theo về cái danh từ ni tai shite này thì mình có cách sử dụng là danh từ ni tai suru và đi theo đó luôn là một danh từ luôn. Ta cứ nhìn vào ví dụ, đúng không? Hai, ichiban. Kodomo ni tai suru oya no aijou wa itsu no jidai demo kawaranai. Cái tình thương của cha mẹ đối với con cái thì làm sao? Itsu no jidai demo. Dù ở bất kỳ thời đại nào đi chăng nữa cũng không bao giờ thay đổi. Câu số 2 nhé. Saikin, seifu ni taisuru hihan ga okiku natte iru. Gần đây thì những cái phê phán đối với chính phủ đã nhiều hơn rất nhiều, đúng không? Staff story ni taisuru nenkan hojo wa 500万 đô. Những cái hỗ trợ hàng năm này, nenkan hojo, đối với mỗi một nhân viên thì sẽ là 5 triệu đồng. What the? Thế là hôm nay chúng ta thi thêm được 3 môn ngữ pháp của N3: ni wa, ni totte và ni taiste. Và tuần sau thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng cũng như là phân biệt đối với 3 môn ngữ pháp tiếp theo, đó là tada, ba và to. Các bạn nhớ đừng bỏ qua nhé. Mọi người nhớ quan tâm theo dõi nhé. Bye bye, cảm ơn mọi người rất nhiều.